Mục tiêu của bài này là trình bày được các nguyên nhân gây nôn chớ ở trẻ em, khai thác được bệnh sử, khám lâm sàng và chỉ định được các xét nghiệm để chẩn đoán nôn ở trẻ em. Với bài biếng ăn thì trình bày được các nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ em. Với bài táo bón thì các bạn trình bày được các nguyên nhân gây táo bón, khai thác được bệnh sử và khám lâm sàng, phân biệt được táo bón cơ năng và táo bón thực thể ở trẻ em. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với hội chứng nôn chớ. Các bạn sẽ bắt đầu từ những cái khái niệm. Các bạn khái niệm là nôn là gì? Nôn là tình trạng tống xuất thức ăn từ trong dạ dày và ruột qua miệng. Nó có sự co bóp dữ dội của các cơ thành bụng, cơ hoành, các cơ trơn của thành dạ dày và ruột. Thế còn chớ thì đơn giản nó là do cơ thắt dưới thực quản nó giãn ra và thường xảy ra sau bữa ăn. Và nó gây nên cái hiện tượng là trào ngược thức ăn dạ dày và thực quản qua miệng một cách dễ dàng và không gắng sức. Như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy đây là cả hai cái hình ảnh về khái niệm của nôn và chớ nó cũng khác nhau. Nôn nó đòi hỏi sự gắng sức, có dấu hiệu báo trước, có sự tham gia của cơ hoành, cơ thành bụng và có những cái thức ăn nó tống xuất phun mạnh ra miệng. Thế còn chớ thì nó chỉ có là những cái hiện tượng giãn ra của cơ thắt dưới của thực quản, cho nên là nó không gắng sức, nó bất ngờ và ít có sự tham gia của cơ hoành hoặc là không có sự tham gia của cơ hoành và cơ thành bụng. Và lúc đấy thì thức ăn nó trào qua miệng thôi. Hình ảnh đấy các bạn sẽ nhìn thấy là nó có sự nôn và chớ nó hết sức khác nhau, để về sau mình có cái phân biệt rõ về nôn và chớ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đưa ra những cái khái niệm thêm nữa, đấy là buồn nôn và nôn khan. Buồn nôn thì là cảm giác khó chịu vùng thượng vị, vùng bụng kèm với những rối loạn thần kinh thực vật, làm tăng tiết nước bọt, thay đổi nhịp tim, nhịp thở, vã mồ hôi. Và các bạn này thì cảm giác rất rõ khi mà chúng ta bị say tàu xe, có cảm giác buồn nôn ấy, thì có người nó cứ bã ra. Thế còn nôn khan đấy là sự gắng sức mạnh, có cái sự tham gia của các cơ, nó có tăng áp lực trong ổ bụng và giảm áp lực trong lồng ngực. Thế nhưng mà nó lại không có sự tống xuất thức ăn, nó cũng giống như nôn nhưng mà nó không có sự tống xuất thức ăn ra ngoài, đúng không ạ? Và đây cũng là cái định nghĩa về nôn khan. Thế thì người ta chia ra phân loại nôn ở trẻ em, người ta chia ra thành 3 loại. Cái thứ nhất là nôn cấp tính. Nôn cấp tính là các bạn sẽ nhìn những cái đường ngắn nhỏ như thế này này, là cái cường độ nôn cũng tương đối. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Nó xuất hiện đột ngột thế thôi, và sau đấy không lặp lại. Thế còn nôn mạn tính là bệnh nhân nôn hàng ngày, nôn thường xuyên, nhưng mà nôn thì nôn cường độ rất là thấp, ít. Thế còn có chú ý nữa là cái nôn chu kỳ. Nôn chu kỳ thì các bạn sẽ thấy là cường độ nôn rất là rõ và lặp lại, có tính chất lặp lại theo chu kỳ ngày. Ví dụ như này là 15 ngày bệnh nhân lặp lại một cơn nôn và cái cường độ nôn rất là rõ, thì cái đấy gọi là nôn chu kỳ. Thế thì cơ chế nôn là gì? Cơ chế nôn thì lúc đấy chúng ta sẽ có những cái con đường gây nôn, là các bạn sẽ nhìn thấy trên, nó tập trung trong cái sơ đồ này, nó tập trung đây là trung tâm nôn. Còn lúc trước là trung tâm nôn đấy thì nó có vùng nhận cảm hóa học gọi là vùng CTZ, đúng không ạ? Thế thì lúc đấy thì những cái đầu tiên là các bạn sẽ thấy là có những cái yếu tố nó làm gây cảm giác nôn, ví dụ như là cái đau và cảm xúc mùi, nó đi theo thần kinh nhận cảm và thần kinh trung ương lên trung tâm cao hơn tại não và đánh vào trung tâm nôn và gây ra nôn. Thế thì với những cái mà con đường như là cảm xúc này, đau hoặc là cả mùi này và đi theo thần kinh trung ương này, thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là chúng ta chỉ cắt cái con đường gây nôn này bằng cách là các bạn ức chế trung tâm cao hơn tại não, và lúc đấy có thể là phải dùng đến Serusen, những thuốc ức chế về mặt an thần thì mới có thể dừng được, đúng không ạ? Thế còn cái con đường xây tàu xe đi theo thần kinh tiền đình ốc tai thì đến vùng nhận cảm hóa học là vùng CTZ, để sau đấy đến trung tâm nôn và gây nôn. Thế còn các độc tố và thuốc thì sẽ đi theo đường máu hoặc là phóng kích chất gây nôn đến vùng tập trung vùng CTZ, cũng đến trung tâm nôn. Còn những cái kích thích vùng hầu họng, và ví dụ như là mình thám họng á, hoặc là mình kích thích vào thì sẽ theo thần kinh dạng hướng tâm, theo nhân bó đơn độc hoặc là đến vùng CTZ và cũng tác động vào trung tâm nôn và gây nôn. Thế thì sau này cái cơ chế gây nôn này các bạn học lên nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là với mỗi một cơ chế gây nôn, người ta có một cái thuốc nó tác động vào vùng CTZ, nó cắt ở cái con đường ở thần kinh tiền đình ốc tai, nó tùy theo cơ chế thì đúng là có nhiều cơ chế gây nôn của các thuốc chống nôn khác nhau. Thế nhưng mà tạm thời đến bây giờ thì các bạn sẽ nhìn nhận thấy là cơ chế gây nôn nó đi theo nhiều con đường khác nhau. Nó có thể là qua vùng nhận cảm hóa học, nó có thể qua các trung tâm cao hơn dạ trên não, và nó theo thần kinh tạng hoặc là thần kinh tạng hoặc là các thần kinh thực vật, mà nó đi đến trung tâm nôn và nó gây hiện tượng nôn, đúng không nào? Thế thì các nguyên nhân gây nôn thì giống như cái bài đau bụng của cô Phương vừa dạy cho các em ấy, thì chúng ta sẽ chú ý cho cô rằng là nôn nó là một triệu chứng nó gặp trong rất nhiều bệnh. Thế cho nên là chúng ta tiếp cận một bệnh nhân nôn thì chúng ta cũng bao giờ chúng ta phải chú trọng những cái bệnh lý gì mà chúng ta phải xử lý cấp cứu trước. Tức là gì? Tức là đều nhóm nguyên nhân hành trình bệnh nhân nôn có nguyên nhân ngoại khoa. Nguyên nhân ngoại khoa đấy thì các bạn sẽ gặp trong những cái bệnh lý. Và hôm nay tôi sẽ đưa ra những cái bệnh lý có thể gặp
và các bạn về các bạn sẽ đọc lại cho tôi xem là những cái bệnh lý đấy thì nó triệu chứng lâm sàng nó biểu hiện như thế nào, để mình biết là khi mà mình gặp một bệnh nhân nôn thì mình sẽ có cái để mình chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt. Ví dụ như là bệnh nhân teo thực quản bẩm sinh hoặc là dị tật thực quản bẩm sinh thì thực quản này thì hẹp ngắn và giãn to, nó tạo thành những cái túi cùng, và đứa trẻ này thông thường là những cái dị tật thì nó có từ trong thời kỳ bào thai, nó nôn từ trong ngay thời kỳ sau sinh. Đứa trẻ nó sinh ra thường nó có suy hấp, nó có sủi bọt cua, và có một cái đặc điểm rất là quan trọng đấy là đứa trẻ đặt thông dạ dày vào thì nó sẽ thường là nó sẽ cuộn vào trong cái túi cùng đấy và nó sẽ tống ra ngoài chứ nó sẽ không vào được trong bởi vì nó là túi cùng rồi. Thế thì đấy là những cái mà các bạn cần chú ý. Thế cái bệnh lý thứ hai mà các bạn gặp đấy là hẹp vị đại môn vị. Hẹp vị đại môn vị thì gây cái nôn muộn hơn một chút trong giai đoạn sơ sinh. Ví dụ như là hẹp vị đại môn vị đấy là cơ ở môn vị nó phì đại lên thì nó sẽ phì đại theo thời gian, lúc mới sinh ra đứa trẻ có thể hoàn toàn bình thường. Nhưng sau đó thì đứa trẻ nó xuất hiện nôn và nôn muộn. Nôn muộn này cộng thêm mà nó sẽ nôn và nó có cái hiện tượng của cái hẹp đường ra ở chỗ phì đại môn vị, nó sẽ có một cái đặc điểm nôn giống như bệnh nhân mà các bạn học ca dạ dày ấy. Đấy là gì ạ? Đấy là nôn ra thức ăn cũ. Thế và ở trẻ em khi một đứa trẻ xuất hiện nôn muộn và nôn ra sữa cũ, nôn ra thức ăn cũ thì lúc đấy các bạn phải cẩn thận xem có hẹp phì đại môn vị hay là có những cái vấn đề bệnh lý khác đại môn vị mà không. Còn bệnh lý thứ ba mà nguyên nhân ngoại khoa và chúng ta cần chú ý đấy là lồng ruột. Lồng ruột nó là một cái cấp cứu ngoại khoa. Cấp cứu ngoại khoa đấy thì thường nó xảy ra thì đứa trẻ, các bạn sẽ thấy đứa trẻ nó có cơn đau, cơn khóc, té lên, cơn nôn. Tức là khi mà nó những cái cơn đau như vậy thì đứa trẻ nó sẽ khóc, nó quằn quại, nó theo cơn rất là rõ. Nhưng đứa trẻ nó nôn được thì nó lại dịu hơn và nó dễ chịu hơn. Và nó xảy ra theo mùa. Thì lúc đấy là những cái yếu tố, những cái đứa trẻ này thì bao giờ các bạn phải chú ý là yếu tố lồng ruột có hay không. Bởi vì cái lồng ruột này là các bạn phải xử lý thành cấp cứu ngoại khoa, các bạn sẽ tháo lồng bằng hơi. Còn nếu như tháo lồng bằng hơi không được hoặc các bạn để quá lâu nó hoại tử ra rồi thì chúng ta lại phải cắt, đúng không ạ? Đối với phải cắt đoạn ruột và mổ thì cái đấy là những cái phải xử lý ngoại khoa. Một số cái nguyên nhân khác mà các bạn có thể cũng đã gặp ở các bệnh lý của người lớn rồi mà tôi sẽ không nhắc lại nữa, ví dụ như là thoát vị bẹn nghẹt thì các bạn chú ý cho tôi là xảy ra ở trẻ trai và trẻ gái, nhưng mà nếu như xảy ra ở trẻ gái thì nó lại rất là khó và nó bệnh cảnh của nó là bệnh cảnh tắc ruột và các bạn khám thuốc rất vị các bạn thì có, đúng không ạ? Ngoài ra thì có xoắn ruột, tắc ruột hoặc bám tắc ruột thì lúc đấy các bạn sẽ trong bệnh cảnh của tắc ruột là bệnh nhân có nôn có dấu hiệu bụng trướng, trứng lệch hoặc là trứng đều, các bệnh nhân có bí trung đại tiện, bệnh nhân có dấu hiệu rắn bò, chụp X quang lên có mưng nước mưng hơi, thì đấy là những cái triệu chứng mà các bạn đã gặp trong bệnh lý của người lớn rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Một bệnh lý nữa và ở trẻ em cũng có thể có đấy là tắc hoặc hẹp tá tràng hoặc là tụy nhẫn hoặc màng ngăn tá tràng, hoặc có những cái bệnh lý này thì bệnh nhân thường là nôn và cũng nôn ra thức ăn cũ, cũng là nôn muộn, nó giống như trong bệnh cảnh hẹp vị đại môn vị nhưng xuất hiện muộn hơn. Thế thì cái này cũng phải chú ý một chút để các bạn nhớ cho tôi là cái thức nôn thức ăn muộn, nôn thức ăn cũ là những cái đặc điểm hết sức kỹ để các bạn đánh giá. Một bệnh lý ngoại khoa tiếp theo cũng gặp trong những cái bệnh cảnh của ngoại khoa mà các bạn học người lớn đấy là viêm ruột thừa và viêm phúc mạc hoặc là thoát vị cơ hoành, thì những cái bệnh lý này các bạn đều gặp trong bệnh lý người lớn rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Tôi chỉ nhắc các bạn một điểm là gì, đấy là viêm ruột thừa ở trẻ em thì thường là chẩn đoán rất là khó, là không phải là chúng ta thấy là triệu chứng chúng tôi không chẩn đoán được, nhưng mà có những lúc chúng ta phải dùng lâm sàng đấy là chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta mới khẳng định được. Bởi vì tại sao? Bởi vì viêm ruột thừa ở trẻ em ấy, bởi vì viêm ruột thừa ở trẻ em các bạn lưu ý cho, thứ nhất là vị trí ruột thừa nó thường nằm sau manh tràng, đấy là cái vị trí nó đã khá khó rồi để khó xác định rồi. Cái thứ hai nữa là trẻ con thì nó không biết đau, các bạn nhìn thấy là 10 đứa trẻ mà nó kêu đau ấy, các bạn hỏi đâu nó chỉ là rốn, đúng không ạ? Các bạn khám tiếp xúc với nó thì nó khóc, nó rất là khó để đánh giá được dấu hiệu mắc môn mây, mà chưa kể đến là vị trí ruột thừa thường nó làm lệch. Thế có những trường hợp cái đứa trẻ nó viêm ruột thừa nhưng mà nó đau, nó không phải xuất phát từ hố trụ phải mà lại là hố trụ trái cơ. Lúc đầu nó đau rõ ràng là hố trụ trái, thế xong sau đấy thì nó lại cô chú lại mới thành viêm ruột thừa. Có những đứa trẻ mà viêm ruột thừa ở bệnh viện huyện, người ta khám, người ta nghi ngờ đứa trẻ này có viêm ruột thừa rồi, lên bệnh viện tỉnh thì lúc đấy lại nghi ngờ là không, cái này là sợ nhiễm khuẩn tiết niệu, vì bệnh nhân có triệu chứng rối loạn về tiểu tiện rất là rõ. Thế xong sau đấy điều trị kháng sinh và cuối cùng sau 7 ngày khi chúng tôi đi hội chẩn thì bệnh nhân chụp CT lên nó lại là một cái viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa, và cái ruột thừa này nó lại hơi ác và nó nằm giữa trực tràng và bàng quang, nên chính vì vậy nó vừa gây ra triệu chứng đau quặn mất dạng, nó vừa gây ra triệu chứng của rối loạn tiểu tiện mà người ta bị nhầm với rối loạn đường nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Thế thì như vậy là
bạn nhớ chứ, là có rất nhiều các loại bệnh lý có thể, bệnh ngoại khoa có thể gây nên cái triệu chứng nôn. Thế thì có dị tật thực quản, hẹp phì đại môn vị và lồng ruột là những bệnh cảnh đặc biệt là của trẻ con thôi. Còn lại các bệnh lý khác thì các bạn đã học ở ngoại khoa rồi, và chỉ nhớ là các bệnh lý đấy thì các bạn nhớ giúp cô là viêm ruột thừa là một cái ở trẻ con là các bạn phải cẩn thận và hết sức điều trị, phải chẩn đoán hết sức khó. Bởi vì tại sao? Bởi vì trẻ con đã khó để tiếp cận rồi. Cái thứ hai là vị trí ruột thừa của nó thì thường là bất thường. Cho nên đây là một trong những cái mà các bạn cần chú ý khi mà các bạn loại trừ những bệnh nhân đau bụng cấp hoặc là bệnh nhân nôn. Thì đấy là những cái nguyên nhân ngoại khoa. Tiếp theo nữa là các nguyên nhân nôn mà có nguyên nhân nội khoa. Nguyên nhân nội khoa tại đường tiêu hóa, đấy là những cái sai lầm trong ăn uống, đấy là những cái nhiễm khuẩn, nhiễm virus đường tiêu hóa. Đấy là những cái bệnh nhân có luồng trong dạ dày thực quản, đấy là bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng, hoặc bệnh nhân không dung nạp thức ăn, hoặc bệnh nhân táo bón. Thì những cái nguyên nhân nội khoa này thì mỗi một cái nguyên nhân thì các bạn nên thử xem là đặc điểm của nó có gì khác. Ví dụ như là rotavirus, nhiễm rotavirus các bạn đã gặp trong bệnh lý là tiêu chảy cấp rồi, đúng không ạ? Bệnh nhân tiêu chảy cấp giai đoạn đầu là nôn, sau đấy chuyển sang tiêu chảy, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là luồng trào ngược dạ dày thực quản, thì các bạn nhớ là các bạn phải đo được pH thực quản hoặc là đo được kháng trở trong lòng thực quản. Thì với trên cộng thêm các triệu chứng lâm sàng thì các bạn được chẩn đoán, chứ không bao giờ chẩn đoán từ một trong hai luồng trào ngược đầu tiên. Viêm loét dạ dày tá tràng thì các bạn phải có hình ảnh nội soi dạ dày thì các bạn mới được chẩn đoán. Tiếp theo nữa là những cái không dung nạp thức ăn thì các bạn phải có bằng chứng rõ ràng, và táo bón cũng là một cái mà các bạn cần phải hỏi bệnh rất là kỹ thì lúc đấy các bạn mới nghĩ đến được. Thì ngoài đường tiêu hóa, nguyên nhân nội khoa các bạn nghĩ đến có thể do ngộ độc, do các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính trong các bệnh lý thần kinh, và các bệnh lý thần kinh này là cái bạn không được phép bỏ sót. Chính vì vậy mà trong cái bệnh nhân tiêu chảy cấp, khi nào tôi cũng yêu cầu các bạn nói là bệnh nhân có nôn, có tiêu chảy thì bao giờ cũng phải ghi cho tôi là bệnh nhân này có hội chứng não màng não hay không, có tăng áp lực nội sọ hay không, đúng không ạ? Thế còn một trong cái những cái nôn nữa của trẻ em có thể gặp đấy là nôn do ngộ độc, ngộ độc vitamin A. Và chuẩn bị tới là cái ngày 1 tháng 6 là cái ngày đi uống vitamin A toàn quốc này. Thì lúc đấy các bạn sẽ thấy là nếu ở các cơ sở trực nhi hoặc nếu các bạn còn đi lâm sàng, các bạn sẽ gặp những cái bệnh nhân vào viện do nôn rất là nhiều. Và nôn đấy thì các bạn nhìn khám chả thấy có một cái vấn đề gì cả. Thế nhưng mà nhớ hôm đấy là ngày uống vitamin A thì các bạn theo dõi một chút, thì hết đêm đấy là đứa trẻ nó hết nôn thôi, vì nó làm tăng áp lực nội sọ tương đối. Và một cái nguyên nhân nữa là nôn do những nguyên nhân về mặt tâm thần và tâm lý thì cũng thể có. Ở nguyên nhân nội khoa ngoài đường tiêu hóa thì gặp trong những cái bệnh lý dội nội tiết chuyển hóa cũng có nhiều, ví dụ như là nôn chu kỳ, các bạn vừa gặp cái hình ảnh vừa nãy là nôn chu kỳ đấy, thì nó rất là nặng. Có những đứa trẻ nó đến với chúng tôi là về những cái bệnh án rất là dày, bởi vì tại sao vậy? Bệnh nhân nôn chu kỳ, và lúc đấy thì bố mẹ quen quá rồi bảo thưa các bác ơi chả phải làm gì đâu, các bác cho cháu truyền trà là hết. Và đúng như vậy, và chúng tôi tìm tất cả các nguyên nhân, gần như khi có bệnh nhân có thứ rối loạn porphyrin, có bệnh nhân là động kinh thể bụng nôn, thế nhưng mà cũng có những bệnh nhân chúng tôi tìm không rõ nguyên nhân là gì cả, thì có thể mình xếp ở những cái nôn mà mình nghĩ đến bệnh lý nội tiết chuyển hóa mà mình chưa khai phát hết được trong cái lĩnh vực này thôi. Thế còn ngoài ra thì khi mà các bạn đi lâm sàng mà có trên khoa nội tiết thì các bạn có một cái cấp cứu nữa, đấy là hội chứng sinh dục thượng thận, đó là một cái nó gây nôn rất là nhiều, nó gây rối loạn điện giải và kali tăng rất là cao. Thì đấy là những cái mà các bạn cần chú ý một chút. Cái phần bệnh lý nội tiết này thì các bạn đọc cho cô phần thứ nhất là nôn trong đặc nôn trong bệnh lý suy thận, và cái thứ hai là nôn trong hội chứng sinh dục thực thận nó có những cái đặc điểm gì thì các bạn cần chú ý một chút để các bạn đánh giá trên lâm sàng. Ngoài ra thì các bạn có thể gặp nôn trong những cái liên quan đến điều trị, ví dụ như là xạ trị này, hóa trị này, hoặc là trong điều trị ung thư, hoặc là trong những cái điều trị thuốc khác, ví dụ như là dùng kháng sinh nhóm metronidazole này, erythromycin này, dùng tẩy giun này, hoặc là uống kẽm, uống sắt, uống kali thì cũng thể gây nôn. Thế chính vì vậy mà các bạn thấy là trong cái bài tiêu chảy cấp ấy, là phác đồ của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế là người ta khuyến cáo sử dụng kẽm. Thế nhưng mà với những đứa trẻ dưới 6 tháng tuổi thì người ta nhận thấy rằng là nếu như uống kẽm vào mà đứa trẻ nôn nhiều hơn thì có thể không cân nhắc, có thể chưa phải sử dụng ngay, đúng không ạ? Thế thì với một đứa trẻ nôn ấy thì nó có rất nhiều các nguyên nhân, thì mình tiếp cận chẩn đoán một đứa trẻ nôn như thế nào thì bao giờ cũng bạn cũng phải bắt đầu bằng hỏi bệnh, hỏi xem đặc điểm của nôn như thế nào, khởi phát ra làm sao, tiến triển như thế nào, liên quan đến bữa ăn và giấc ngủ ra làm sao. Các triệu chứng kèm theo thì gồm có bí trung đại tiện không, có đau đầu không, có sốt, có hội chứng màng não kèm theo không, thế và tiền sử sản khoa như thế nào nếu như đây là trường hợp là nôn trong giai đoạn sơ sinh. Các triệu chứng lâm sàng các bạn đánh giá thì hỏi bệnh xong đến khám bệnh, thì các bạn sẽ đánh giá tại đường tiêu hóa xem là có những dấu hiệu bụng ngoại khoa gì không, bụng trướng, quay ruột nổi, dấu hiệu rắn bò, bí trung đại tiện,
các bạn phải xem đặc điểm chất nôn, các bạn phải xem đặc điểm của phân, xem có táo bón, có phân lỏng, phân máu gì không, các bạn xem có xuất huyết tiêu hóa không, và các bạn phải thăm hậu môn xem là bóng trực tràng có phân hay không và phân nó như thế nào. Các triệu chứng toàn thân các bạn có thể gặp đấy là gì? Các triệu chứng toàn thân là với một bệnh nhân nôn ấy, thì các bạn đánh giá dấu hiệu mất nước theo dấu hiệu mất nước của Tổ chức Y tế Thế giới các bạn thuộc rồi. Cái thứ hai là các triệu chứng rối loạn điện giải, ví dụ như rối loạn điện giải về natri, về kali các bạn cũng đã có trong bài tiêu chảy cấp rồi. Các biểu hiện của nhiễm khuẩn có hay không có, đúng không nào? Các đặc điểm về phát triển thể chất, các đặc điểm của rối loạn tiêu hóa, các dấu hiệu não mảng não, các biến phụ đổi bộ phận sinh dục, cái này hết sức quan trọng trong bệnh nhân tăng sản thượng thận bẩm sinh. Thế và cái nữa là chế độ ăn uống hiện tại của bệnh nhân xem là có liên quan gì đến ngộ độc thức ăn hay là có chuyện cuồng ăn vân vân không. Thì đấy là toàn bộ các triệu chứng lâm sàng. Thế còn các xét nghiệm để chẩn đoán nôn thì có những cái xét nghiệm như thế nào? Các xét nghiệm để chẩn đoán nôn thì thứ nhất là xác định hậu quả của nôn, các bạn có làm điện giải đồ, làm hematocrit và làm xê tô niệu. Thế còn các xác định nguyên nhân gây nôn thì các bạn sẽ có những cái xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là chụp bụng không hoặc là có chuẩn bị siêu mổ bụng. Các bệnh tiêu hóa thì các bạn phải làm soi phân, nội soi thực quản. Các bạn rối loạn chuyển hóa thì các bạn phải làm cetone, NH3, ammoniac, ure, creatinine, axit lactic vân vân. Còn các bệnh lý thần kinh thì lúc đấy các bạn phải cho làm điện não đồ, phải cho chụp CT, phải cho soi đáy mắt, cho dịch não tủy nếu cần, đúng không ạ? Thì đây là một số cái hình ảnh mà các bạn có thể nhận thấy trên cái những cái xét nghiệm cận lâm sàng mà các bạn đưa ra. Thứ nhất là chụp bụng không chuẩn bị, ở đây bệnh nhân tắc tá tràng, các bạn sẽ nhìn thấy là bóng hơi này đi đến đây nó tắc luôn, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là bệnh nhân viêm ruột hoại tử. Viêm ruột hoại tử thì trên phim chụp bụng không chuẩn bị thì các bạn sẽ thấy những cái chỗ thành ruột nó rất là dày, thế và giữa các thành ruột những cái chỗ dấu mũi tên này có thể có những cái bóng hơi của cái tổn thương và viêm. Chụp bụng không chuẩn bị ở bệnh nhân xoắn ruột thì các bạn sẽ thấy hơi, cái này là trên bệnh cảnh lâm sàng, nó chỉ tập trung vào một bên thôi, và các bạn sẽ nhìn thấy bệnh nhân bụng trướng và trướng lệch. Cái dấu hiệu mất nước mất hơi trong bệnh nhân tắc ruột đấy ạ. Đây là chụp bụng không chuẩn bị. Thế còn các bạn sẽ có chụp bụng có chuẩn bị, tức là chụp bụng có thêm thuốc cản quang, thì các bạn chụp lưu thông dạ dày thực quản hay còn gọi là chụp transit, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hình ảnh trong hẹp phi đại môn vị. Cả cái dạ dày nó giãn rất to, nó chứa đầy bright, thế nhưng mà đến đây thì đến cái phần tá tràng này thì hẹp phi đại môn vị nó hẹp tít, nó chỉ như một cái sợi chỉ mảnh này thôi. Còn đây là bệnh nhân xoắn ruột thì đến đây là nó tắc tịt luôn, nó không xuống nữa. Và cái chụp lưu thông dạ dày ruột này thì nó sẽ rất mất thời gian. Nó phải có thời gian cho bệnh nhân uống, thời gian cho bệnh nhân lưu thông và chụp sau mỗi 3 tiếng. Chụp bụng có chuẩn bị thì ở đây là cái bệnh nhân hình ảnh càng cua trong bệnh nhân lồng ruột đây. Thế còn siêu âm thì các bạn cũng có thể đánh giá những cái hình ảnh như vậy. Tức là đây là bệnh nhân hẹp phi đại môn vị thì cái môn vị, ống môn vị dày và dài, đúng không ạ? Cái thứ hai đây là hình ảnh bia bắn trên hình ảnh lồng ruột. Còn cái này hình ảnh nội soi dạ dày thực quản thì các bạn sẽ thấy rằng đây là cái ổ loét. Các xét nghiệm tìm nguyên nhân nhiễm khuẩn thì cũng giống như các xét nghiệm chung thôi. Các bạn sẽ có làm công thức máu này, các bạn làm CRP này, các bạn làm cấy máu nếu nghi ngờ này, các bạn tìm ổ nhiễm khuẩn khác, ví dụ như là soi phân, cấy phân, làm nước tiểu hoặc là khám tai mũi họng. Đấy là những xét nghiệm để tìm. Có xét nghiệm về chuyển hóa thì giống như tôi vừa mới nói, có thể là làm NH3, làm xê tô niệu, albumin, đường, ure, axit lactic. Các xét nghiệm tìm nguyên nhân về thần kinh tâm thần thì lúc đấy các bạn sẽ có thể khám soi đáy mắt này, khám chuyên khoa tâm thần này, các bạn làm điện não, các bạn làm CT, các bạn chụp soi X-quang không chuẩn bị, các bạn là chọc dịch não tủy nếu như mà có chỉ định và các bạn đã loại trừ được tám lực nội sọ. Thì chẩn đoán một bệnh nhân nôn thì tiếp cận một bệnh nhân nôn theo lứa tuổi thì các bạn phải trả lời các câu hỏi là đặc điểm của nôn tuổi như thế nào, có biến chứng không, triệu chứng các cơ quan như thế nào. Thế thì việc đầu tiên là với một bệnh nhân nôn, để xác định nguyên nhân hoặc là để xử lý với bệnh nhân thì bao giờ các bạn phải xác định nguyên dấu hiệu nặng của bệnh nhân nôn, tức là những cái xét nghiệm đấy là phải ưu tiên. Đấy là cái gì? Đấy là bệnh nhân điều trị cấp cứu tại bệnh viện khi nôn ảnh hưởng đến toàn trạng, bệnh nhân có mất nước nặng, bệnh nhân có thốc cồn, có rối loạn chi giác hoặc là đau bụng, chứng bụng vì trung đại tiện, phân có máu, nôn thường xuyên và liên tục hay trong ăn chay, thì bắt đầu các bạn có một cái khái niệm đấy là nôn tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Nôn là dịch máu, dịch mật, dịch phân, hoặc là trẻ không thể ăn hoặc không thể uống được, đấy là những cái dấu hiệu nặng mà bệnh nhân này phải vào cấp cứu tại điều trị tại bệnh viện. Cái thứ hai nữa là những bệnh nhân cần xử trí cấp cứu là những bệnh nhân có sốc, có rối loạn ý thức, có đau bụng dữ dội, có suy gan cấp, có khó thở, có nôn, suy hô hấp, nào bệnh nhân có nôn ra dịch máu, nôn ra dịch mật, cũng đấy là cái mức độ nặng của nôn.
Thế mà ngoài ra thì các bạn sẽ phải đánh giá xem đây là nôn này. Thì nếu như mà có những mức độ nặng như vậy, bệnh nhân ví dụ trong một bệnh nhân nôn, các bạn nghĩ đến nguyên nhân ngoại khoa như bệnh nhân đang có suy tuần hoàn, thì lúc đấy các bạn cũng phải hồi sức cấp cứu trước. Sau đó thì bệnh nhân mới được đi để làm các xét nghiệm hoặc là mổ để giải phóng những cái dấu hiệu về ngoại khoa đi ra. Thế thì tôi có một cái bảng tổng kết lại được là bệnh nhân mức độ nặng của nôn là phải cần nhập viện ngay hoặc là cần có thể trì hoãn được. Nhập viện ngay đối với những trường hợp như tôi vừa mới nói với các bạn ấy, là có rối loạn về chi giác này, hoặc là trương lực cơ này, có dấu hiệu mất nước nặng này, có dấu hiệu sốt và gầy sút này, có thóc trũng hoặc là thóc phồng này, có da xanh tanh tái này, thế hoặc là đau bụng nhiều, nôn tất cả mọi thứ, nôn thường xuyên liên tục, nôn ra dịch mật hoặc không lúc nào thức ăn một cách tuyệt đối, thì tất cả những trường hợp này thì cần phải nhập viện chẩn đoán và điều trị ngay. Và tùy tình trạng nặng thì các bạn sẽ phải đưa vào đơn vị hồi sức hay đơn vị cấp cứu, hay là các bạn để theo dõi ở những cái khoa thông thường. Thế còn trì hoãn được ở trong những trường hợp mà cái nôn nó không ảnh hưởng đến toàn trạng nhiều lắm, hoặc là bụng mềm, đau bụng nhiều, nôn thì từ từ thôi và có thể tiếp cận được thức ăn một chút, thì lúc đấy khám theo dõi và điều trị một hết sức cẩn thận. Thì đấy là tiếp cận một bệnh nhân nôn. Thế thì tiếp cận xong chúng ta sẽ đến điều trị. Thì lúc nào đầu là chúng ta cũng phải phân loại tình trạng nặng và điều trị triệu chứng. Cái thứ hai nữa là các bạn điều trị triệu chứng là bồi phụ nước và điện giải, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là tìm nguyên nhân gây nôn, điều trị theo nguyên nhân. Thế còn cái thực phẩm chống nôn thì đến bây giờ người ta có rất nhiều quan điểm khác nhau về thực phẩm chống nôn. Trước đây ấy, thì thuốc chống nôn có thể bán, như các bạn sẽ nhìn thấy là ví dụ botulinum hoặc là những cái thuốc chống nôn ấy, nó có rất nhiều trên thị trường. Thế nhưng mà đến bây giờ thì người ta nhận thấy rằng là các thuốc chống nôn bây giờ nó bắt đầu người ta thấy lộ ra được rất nhiều cái ảnh hưởng tác dụng phụ, và đến bây giờ thì cái botulinum đã bị cấm, đặc biệt cho trẻ dưới 8 tuổi. Thế bây giờ thì tất cả những cái chế phẩm nôn tôi nhìn thấy là chỉ có mỗi ondansetron là có thể ok nhất đối với những cái đứa trẻ điều trị, đặc biệt là ngày xưa chúng tôi chỉ dùng trong điều trị cho bệnh nhân nôn có điều trị hóa trị thôi. Nhưng bây giờ thì người ta thấy ondansetron nó có những cái ưu thế nhất định trong điều trị nôn. Tuy nhiên cái ondansetron đấy nó cũng gây những cái ảnh hưởng, và đặc biệt là ảnh hưởng đến tim mạch, có những cái đứa nó gây những cái cơn rung thất rất lớn. Thế chính vì vậy mà cái ondansetron khi mà điều trị để chống nôn cho bệnh nhân ấy, thì bao giờ cũng phải điều trị tại bệnh viện và có monitoring và ghi điện tim trước đấy, để xem có nguy cơ bệnh nhân có những cơn rung thất sau đấy không. Và cái thứ hai nữa là bệnh nhân lại phải theo dõi bằng monitoring. Chính vì vậy mà trong cái điều trị trẻ nôn sớm, các bạn chỉ chú ý cho tôi là thứ nhất là điều trị triệu chứng là bồi phụ nước và điện giải, cái thứ hai là tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân, còn những cái thực phẩm chống nôn là các bạn phải hết sức cẩn thận trong quá trình điều trị và kê đơn cho bệnh nhân. Thì đấy là toàn bộ bài nôn chớ. Rồi, bài tiếp theo với các bạn đấy là bài hội chứng miếng ăn. Hội chứng miếng ăn thì các bạn chỉ nắm cho tôi đấy là các nguyên nhân gây miếng ăn ở trẻ em mà thôi, đúng không ạ? Thì cái hội chứng miếng ăn là gì? Miếng ăn là tình trạng trẻ mất sự thèm muốn thức ăn, hoặc là sợ tất cả các loại thức ăn, trẻ không chịu ăn đủ số lượng cần thiết và kéo dài thời gian để ăn. Cái tình trạng này thì thường hay xảy ra ở trẻ nhỏ. Bệnh này thì có thể do nguyên nhân thực thể hay nguyên nhân tâm thần làm mất cảm giác thèm. Thế thì cái bệnh nhân này thì bao giờ các bạn cũng phải phân biệt với giả biếng ăn, là tình trạng trẻ vẫn thèm ăn nhưng ăn uống khó khăn do thì bẩm sinh, bị tật bẩm sinh ở miệng do các những cái tổn thương tại miệng, bị viêm miệng, bị đau và cơ miệng yếu trong giai đoạn sinh non hoặc liệt thần kinh sọ. Đấy là những cái ảnh hưởng về mặt vật lý, nó ảnh hưởng đến cái việc tình trạng cái việc khó khăn trong việc ăn của trẻ, chứ không phải là do trẻ không thèm ăn, đúng không ạ? Đấy là cái mà đầu tiên là các bạn phải phân biệt. Thế thì nguyên nhân rõ rệt các bạn thấy là gì, ví dụ như là mọc răng này, bệnh lý toàn thân, viêm loét miệng tại chỗ này. Trong các bệnh lý toàn thân nó làm giảm cái tuyến nước bọt, nó làm giảm cảm giác ngon miệng, thèm ăn, ví dụ như là bệnh nhân còi xương, thiếu máu, bệnh lý tim mạch, bệnh thận mãn tính, tất cả những cái bệnh mãn tính, đúng không ạ? Có những cái bệnh nhiễm khuẩn làm cho đứa trẻ mệt mỏi, nó cũng giảm cảm giác thèm ăn, ví dụ như là nhiễm khuẩn hô hấp tiêu hóa vân vân, hoặc là nhiễm khuẩn sâu, ví dụ như là viêm mủ bể thận. Đấy là những cái nhiễm khuẩn sâu là đứa trẻ nó biếng ăn. Nguyên nhân ăn uống cũng là một trong những nguyên nhân gây cho đứa trẻ biếng ăn, ví dụ như thay đổi chế độ ăn, cai sữa một cách đột ngột. Nếu đứa trẻ nó đang ăn sữa mẹ, ngày mai bắt nó phải chuyển sang ngay chế độ đặc mà nó không phải là đứa háo hức lắm, thì lúc đấy đứa trẻ nó cũng sẽ phải thay đổi. Cái nguyên nhân nữa đấy là nguyên nhân về mặt tâm lý, sợ ăn, bởi vì tại sao gia đình xung quanh ép ăn nhiều quá, cho nên là những cái đứa trẻ mà bị ép ấy, thì cũng phải là dẫn đến những cái nguyên nhân tâm lý, và thường nó xảy ra những cái đứa trẻ bé. Và khi bắt đầu tiếp xúc với một thức ăn mới thì bao giờ các bạn cũng phải khuyến khích và cho nó ăn ít một. Thế và có một nguyên nhân nữa đấy là ăn chưa đúng cách.
trẻ ăn chế độ ăn đơn điệu, không hiệp khẩu vị và thường ăn vặt nhiều, đặc biệt là ăn vặt những cái thức ăn mà nó có rất nhiều năng lượng, ví dụ như snack, ví dụ như là nước giải khát có ga vân vân, những cái chất mà nó có cái năng lượng cao nhưng mà nó làm cho đứa trẻ lúc nào nó cũng đầy. Thì đấy, đứa trẻ những cái nguyên nhân đấy nó làm cho biếng ăn. Thì biếng ăn ở trẻ nhỏ thì nó có 5 dạng. Thứ nhất là ở trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Cái thứ hai là rối loạn ăn uống do thiếu quan tâm. Cái thứ ba nữa là tránh thức ăn trong giai đoạn bắt đầu ăn dặm. Thứ tư là khái niệm trẻ ăn ít. Và thứ năm là rối loạn hành vi ăn uống sau chấn thương. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi, thứ nhất là biếng ăn do rối loạn tâm lý, anorexia. Biếng ăn do rối loạn tâm lý thì thường xuất hiện ở trẻ từ 6 đến 8 tuổi. Lúc đấy các bạn sẽ nhận thấy rằng là đứa trẻ nó có cân nặng giảm trên 15%, so với tức là giảm, cái lượng giảm đấy nó lớn hoặc bằng 15% so với cân nặng chuẩn theo tuổi và chiều cao. Thế những cái đứa trẻ này thì nó có hành vi kiểm soát cân nặng rất là rõ, hạn chế ăn uống, tập thể dục, uống thuốc nhuận tràng và thậm chí là móc họng ra nôn. Thế thì nguyên nhân của đó thì hầu hết là những nhận thức sai lầm về cân nặng và hoặc hình thể, tức là luôn luôn thấy rằng là à phải gầy mới tốt, phải siêu mẫu đúng không ạ? Đấy là những cái đứa trẻ này nó có cái do rối loạn tâm lý. Thế nhưng mà những cái đứa trẻ này thì rất khó để khai thác những cái thay đổi về nhận thức. Tâm thể một cách rõ ràng về cân nặng, về mặt hình thể. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó biết là người ta đang muốn khai thác nó về những cái nhận thức, về những cái cân nặng về mặt hình thể đấy, để vì nó đang sợ những cái vấn đề đấy, nên nó rất khó để khai thác những cái vấn đề này. Thế và có những cái đứa trẻ thì nó có vấn đề về ám ảnh về mặt tâm lý, nó luôn luôn bận tâm về thực phẩm và cảm giác là tội lỗi khi ăn uống. Thế và có những cái đứa trẻ thì nó quan tâm đến hình thể một cách quá mức, thì đấy là những cái nguyên nhân mà nó thường dẫn đến cái biếng ăn rối loạn tâm lý này. Về điều trị thì cần thời gian và sự kiên nhẫn. Những cái nguyên nhân mà do nguyên nhân tổn thương thực thể tại chỗ thì lúc đấy các bạn sẽ phải chờ đợi và điều trị nguyên nhân, ví dụ như là tổn thương viêm do miệng, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Nếu như mà biếng ăn do mọc răng thì cần một thời gian và tạm thời phải chấp nhận giúp đỡ lượng sữa đi một chút. Thế xong sau đấy đứa trẻ nó sẽ ăn bù. Thế còn điều trị biếng ăn do sai lầm về ăn uống thì phải thay đổi sai lầm và thay đổi chế độ ăn. Thế còn những cái biếng ăn do chế độ ăn đơn điệu thì các bạn phải thay đổi không khí, các bạn trẻ đi chơi, đi dã ngoại vân vân để thay đổi không khí cho đứa trẻ ăn. Thế còn can thiệp dinh dưỡng ở những đứa trẻ biếng ăn này chúng ta sẽ làm như thế nào? Với trẻ bú mẹ thì cho bú nhiều lần và đổ thìa. Ví dụ như là đứa trẻ nó rất là khó để ngậm bát bú, những đứa trẻ đẻ non thì bao giờ chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho gia đình đổ thìa và cũng phải chia nhỏ bữa ra. Ví dụ như là bình thường các bạn ăn ở một ngày, một đứa trẻ dưới 18 tháng ấy, thì các bạn sơ sinh thì là 8 bữa đúng không ạ? Sau đấy xuống 7 bữa, 6 bữa. Thế còn trên 18 tháng thì các bạn ăn 5 bữa, 4 bữa. Thì lúc đấy những cái trường hợp mà đứa trẻ cần phải những cái biếng ăn như thế này, chúng ta phải cho chia ra làm nhiều bữa đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là với những đứa trẻ ăn bổ sung thì các bạn không kéo dài bữa ăn quá 20 phút, phải đa dạng khẩu phần ăn, tạo tâm lý ganh đua thoải mái trong bữa ăn. Và đây là lý do tại sao mà các bạn trẻ, các bạn em bé này, các bạn đi đến nhà trẻ thì bữa ăn rất tốt, bởi vì nó ra nó có sự ganh đua về mặt tâm lý. Thế còn ở nhà thì nó lại còn phụ thuộc vào các gia đình đút rồi là cho ăn, rồi chế độ ăn, rồi rất nhiều thứ. Cái thứ hai nữa là phải tăng cường năng lượng cho trẻ chậm lớn, không tăng cường số bữa lên quá nhiều, được chưa nào? Với những đứa trẻ ăn ít và né tránh thức ăn mà phát triển thể chất hoàn toàn bình thường, các bạn nhớ là đứa trẻ nó ăn ít nhưng mà tránh thức ăn mà những phát triển thể chất hoàn toàn bình thường, thì lúc đấy các bạn sẽ hướng dẫn cha mẹ là không ép ăn, thử nhiều loại thức ăn, tuân thủ giờ giấc và không chạy nhảy xem TV khi ăn. Can thiệp về mặt tâm lý thì các bạn cần chú ý khi những cái đứa trẻ nó có những cái mối quan hệ không tốt giữa cha mẹ với trẻ, có thể điều chỉnh theo tính cách của trẻ, hoặc là những cái vấn đề về mặt tâm lý sợ thức ăn, thì cái này các bạn phải can thiệp về mặt tâm lý bằng bác sĩ tâm lý. Thế còn những cái đứa trẻ mà nó sợ ăn, bởi vì là với những đứa trẻ mà nó sau chấn thương nó bị tổn thương miệng mà khi mà ăn mà bạn ấy bị đau, thì bạn ấy sẽ rất là sợ khi mà ăn ấy, thì lúc đấy các bạn cần tập cho trẻ ăn trở lại một cách từ từ và khuyến khích đứa trẻ ăn. Quy tắc chung cho một đứa trẻ biếng ăn là các bạn phải gì? Thứ nhất là phải tập trung vào bữa ăn. Cái thứ hai nữa, thời gian ăn một bữa không quá được 30 phút. Cái thứ ba nữa là không tỏ thái độ khó chịu khi trẻ không ăn và khen ngợi trẻ khi trẻ ăn thức ăn mới. Phải cung cấp thức ăn một cách đa dạng, một cách phù hợp với lứa tuổi. Và giới thiệu thức ăn mới một cách kiên trì, khuyến khích trẻ tự ăn và cho trẻ nghịch thức ăn nếu trẻ muốn, không cho uống đồ ngọt giữa các bữa ăn. Thì đấy là những cái nguyên tắc chung cho trẻ, đặc biệt là trẻ nuôi dưỡng trong thời đại ngày nay với những đứa trẻ khi bắt đầu ăn dặm. Vâng, thì đấy là bài biếng ăn.
Các bạn có thể tham khảo thêm ở trong sách giáo khoa nhé. Thế còn một bài nữa, đấy, cô mới bảo các em rằng là cái phần này các em phải nghỉ một chút lại như thế, bởi vì nó đơn thuần là lý thuyết. Thì một phần nữa đấy là hội chứng táo bón. Hội chứng táo bón thì tôi cũng sẽ đi nhanh cho các bạn nghỉ thôi. Hội chứng táo bón thì nó cũng là một triệu chứng và thường gặp trong thực hành nhi khoa. Và tỷ lệ táo bón ở trẻ em thì các bạn sẽ thấy là ở các phòng khám nhi thông thường nó chiếm đến 3-5%, còn ở các phòng khám chuyên khoa tiêu hóa thì nó có thể chiếm tới 35%. Thế và táo bón thì theo như các bạn hiểu thì là gì ạ? Đấy là cái sự khó khăn trong cái việc đi đại tiện, đúng không ạ? Và phân thì thường là nó rất là to, nó rất là chắc, rất là cứng. Tuy nhiên rằng là khi mà táo bón nó quá nặng thì nó sẽ gây ra triệu chứng ỉa đùn. Và lúc đấy các bạn nhớ giúp cô rằng là ỉa đùn cũng là một biểu hiện của táo bón. Dịch tễ học thì táo bón có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ sơ sinh đến trẻ vị thành niên, nhưng mà gia tăng ở 3 nhóm tuổi chính mà nó có sự thay đổi về chế độ ăn, về chế độ sinh hoạt. Đấy là gì? Đấy là tuổi bú mẹ chuyển từ lúc ăn sữa mẹ chuyển lên ăn dặm. Giai đoạn trẻ đi tập đi vệ sinh trong nhà vệ sinh, và giai đoạn tuổi học đường khi mà đứa trẻ bắt đầu đến các nhà trẻ để đi xa một cái môi trường mới. Thế thì tuổi bú mẹ là cái giai đoạn mà nó chuyển đổi từ sữa bú mẹ sang chế độ ăn, thì có thể là chúng ta chưa cung cấp nước đủ. Đấy là một nguyên nhân. Cái thứ hai là giai đoạn trẻ tập đi nhà vệ sinh, tức là đang đóng bỉm hoặc đang giai đoạn ngồi bô đi sang nhà vệ sinh, và đặc biệt là cái nhà vệ sinh mà chưa có một cái cấu tạo phù hợp với đứa trẻ nhỏ thì cũng rất dễ bị táo bón. Thế hoặc là những đứa trẻ bây giờ mà chúng ta đi đến nhà vệ sinh, và thậm chí ngay như nhà vệ sinh ở trong trường y ấy, nói thật với các bạn là cũng rất là mùi, rất là sợ, cảm giác đấy vào đấy phải bí bách lắm ấy thì mới vào ấy, thì đấy là những cái nguyên nhân mà nó có thể dẫn đến táo bón. Tỷ lệ mắc theo giới thì ở trẻ nhỏ và trẻ lớn nó có sự khác biệt giữa nam và nữ như thế này. Đó. Thế thì đầu tiên ấy, để biết được một đứa trẻ có táo bón hay không ấy, thì các bạn xem lại một chút cái bài của cô Phương giảng. Thì các bạn sẽ thấy rằng là số lần đi ngoài bình thường ở trẻ em trung bình một tuần là như thế này. Đấy. Thế thì người ta định nghĩa thế nào gọi là táo bón? Thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Thì định nghĩa của Hiệp hội Tiêu hóa Gan mật và Dinh dưỡng Bắc Mỹ thì là người ta nhận thấy rằng là tình trạng chậm, khó bài xuất phân kéo dài trên 2 tuần gây ảnh hưởng đến tâm lý cho bệnh nhân. Thế thì còn ở châu Âu thì người ta nhận thấy rằng là táo bón là tình trạng lâm sàng với lớn hơn hoặc bằng 2 trong các biểu hiện. Thứ nhất, đi ngoài dưới 3 lần một tuần, ỉa đùn trên 1 lần một tuần, đi ngoài phân to, có thể nghẹt hoặc tắc nhà vệ sinh, và có thể sờ thấy u phân ở bụng hoặc trực tràng, hoặc có tư thế nín nhịn khi đau khi đi ngoài kéo dài trên 8 tuần. Tư thế nín nhịn này tí nữa tôi sẽ mô tả cho các bạn. Thế thì với mục tiêu thực hành lâm sàng thì người ta chỉ đơn giản là táo bón là sự giảm tần bài xuất phân bình thường kèm theo khó và đau khi bài xuất do phân rắn hoặc quá to thôi. Thế và ở hiệp hội tiêu hóa của Việt Nam ấy, thì sau khi tổng kết lại thì chúng ta đã đưa ra một cái định nghĩa táo bón chức năng ở trẻ dưới 4 tuổi theo tiêu chuẩn như thế sau. Thứ nhất là 2 trong các tiêu chí bên dưới trong vòng 1 tháng, là dưới 2 lần đi tiêu mỗi tuần. Cái thứ hai là ít nhất 1 lần xón phân mỗi tuần. Tiền sử ứ phân rất nhiều, tiền sử đi tiêu đau hoặc khó khăn, có hiện diện khối phân lớn trong trực tràng, hoặc tiền sử đi phân to, tắc, nghẹt nhà vệ sinh. Còn ở trẻ trên 4 tuổi thì lớn hơn bằng 2 các tiêu chí bên dưới trong hoặc là lớn hơn bằng 1 lần mỗi tuần trong 2 tháng trước. Là gì? Thứ nhất là cũng đi tiêu dưới 2 lần một tuần, xón phân, tiền sử tư thế nín nhịn hoặc ứ phân rất nhiều một cách tự ý, tiền sử đi tiêu đau hoặc khó khăn, hiện diện khối phân lớn trong trực tràng, hoặc là tiền sử đi phân to, muốn có thể bị tắc toilet. Bệnh nhân nếu như bệnh nhân không thỏa cái tiền sử đi phân to muốn tắc toilet này thì là phải loại trừ cái hội chứng ruột kích thích. Nhưng mà cái hội chứng ruột kích thích thì sau này các bạn sẽ học sau. Thế thì như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là định nghĩa của táo bón thì nó rất nhiều. Thế và như vậy là các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái bản này tôi sẽ cho các bạn xong. Thế trong thực hành lâm sàng thế còn chú ý là như thế nào? Trong thực hành lâm sàng thì người ta cần chú ý thứ nhất là giảm tần suất bài xuất phân. Cái thứ hai nữa có một bạn Xuân Hào, bạn ấy hỏi cô là: thưa cô, tại sao lấy mốc 4 tuổi để phân loại? Cái mốc 4 tuổi là cái mốc mà đứa trẻ các bạn thấy là đau bụng, thế người ta phải lấy cái mốc 4 tuổi, người ta nghiên cứu một cái đau bụng tái diễn, bây giờ người ta đang đau nghiên cứu cái đứa
trẻ từ 4 tuổi trở lên. Là cái 4 tuổi là cái mà những cái mà chúng ta có thể khai thác trên một đứa trẻ rồi, còn dưới 4 tuổi chúng ta gần như không khai thác được nhiều. Nên chúng ta phải dựa vào những cái triệu chứng mà chúng ta ghi nhận được. Thế còn những cái đứa trẻ trên 4 tuổi thì lúc đấy nó sẽ có những cái đặc điểm, thứ nhất là đặc điểm về phân khác, và cái thứ hai là cái phối hợp để dạng của bệnh nhân nó cũng tốt hơn rồi, cho nên là người ta sẽ có đưa ra cái mốc 4 tuổi để người ta đánh giá như thế nào. Thế thì nguyên nhân táo bón là gì? Nguyên nhân táo bón thì các bạn sẽ đưa ra những cái nguyên nhân như sau. Trước khi các bạn đến nguyên nhân táo bón thì tôi cho giải thích một chút về cái hình ảnh mà tôi muốn đưa ra cho các bạn là như thế này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là một đứa trẻ ngồi trên toilet đúng không nào? Ngồi trên toilet là ngồi trên nhà vệ sinh, và đây là một, các bạn sẽ nhìn thấy những cái nguyên nhân dẫn đến táo bón ở đứa trẻ này. Cái thứ nhất là đứa trẻ này không tập trung vào việc đi tiêu. Bởi vì các bạn biết là nó phải sự phối hợp, nó có sự tống xuất phân, nó phải sự phối hợp giữa gì ạ? Giữa ép của tăng áp lực ổ bụng xuống, đẩy xuống trực tràng và phối hợp để dặn thì bệnh nhân mới tống xuất phân ra ngoài được. Nhưng đứa trẻ này nó lại thay vì cái việc đấy nó tập trung vào xem chuyện này, xem điện thoại này, nó tập trung vào cái việc khác, nó không tập trung vào cái việc nó phối hợp vào ổ bụng để nó đi ngoài. Cái thứ hai nữa là 4 tuổi đây. 4 tuổi thì nó cũng là cái giai đoạn mà các bạn có thể hướng dẫn nó để nó phối hợp được cái hơi thở cũng như là cái tăng áp lực ổ bụng lên, nó đẩy xuống để nó đi ngoài. Cái thứ ba nữa là nguyên nhân có thể gây đi táo bón ở đây là gì ạ? Đứa trẻ này các bạn đã nhìn thấy ngồi trên nhà vệ sinh của người lớn và hai chân nó lủng lẳng giữa trời như này. Thế nhưng mà khi mà đi nhà vệ sinh thì các bạn nhớ giúp tôi rằng là đứa trẻ thứ nhất là chân ấy nó phải dặn được trên một mặt phẳng, nó phải dựa trên được một phẳng, và lúc đấy khi mà nó dặn thì nó ấn được cái chân xuống dưới. Chính vì vậy với một cái chân lủng lẳng như thế này thì đứa trẻ nó khó có thể dặn xuống được. Thế và như vậy là trong cái thực hành lâm sàng, bao giờ sau này chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn về nhà bệnh nhân là thứ nhất là phải có nhà vệ sinh cho trẻ con, nhà vệ sinh cho trẻ con để đảm bảo làm sao nó thấp vừa đủ để đứa trẻ nó có thể khi mà nó chuyển sang giai đoạn nó tập ngồi nhà vệ sinh ấy thì nó ngồi với chân nó áp sát được xuống dưới lòng đất. Thế và còn nếu như không có thì phải có kê chân để cho nhân, để làm sao bệnh nhân dặn xuống được trên một mặt phẳng, và nó có cái lực gì để nó dặn khi mà nó phối hợp nó tống xuất phân. Thế còn nếu mà đứa trẻ như này là cái nguy cơ bị táo bón là lên cao hơn. Thế thì các nguyên nhân đại trực tràng các bạn có thể gặp ở trong nguyên nhân táo bón là gì? Thứ nhất là bệnh phình to đại tràng, đúng không ạ? Bệnh phình to đại tràng. Cái thứ hai là bệnh giả tắc ruột mãn tính. Cái thứ ba nữa là những cái hẹp đại tràng do sẹo viêm ruột đại tràng, hoặc là u bụng, hoặc là do loét trực tràng mà để lại những cái sẹo nó viêm ấy, như trong bệnh Crohn, hoặc là những cái bệnh nhân mà ở người lớn chúng ta gặp trong những bệnh nhân xạ trị, nó gây ra xạ trị tại chỗ ở đại tràng, ở trực tràng ấy, nó gây ra những cái sẹo. Thế hoặc là sẹo hẹp trực tràng hậu môn bẩm sinh, cái đây là một cái mà các bạn thì sao các bạn phải thăm thì các bạn mới biết. Hoặc là cái nguyên nhân trực tràng đổ ra trước, hoặc là các nguyên nhân sẹo dính do các dị tật hậu môn trực tràng, thì đấy là những nguyên nhân thực thể tại đại trực tràng. Thế các nguyên nhân thần kinh có thể có gặp những đấy là gì? Đấy là những cái nguyên nhân của đám rối thần kinh cùng cuộn, và các bạn sẽ gặp trong những cái trường hợp thoát vị là màng não tủy, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là các những bệnh nhân có bệnh não bẩm sinh hoặc bại não, nó làm mất cân bằng giữa trương lực cơ bụng khi đi ngoài, đúng không ạ? Cũng cái nữa đó là gì? Đấy là bệnh teo cơ Duchenne hoặc teo cơ vân, nó làm tổn thương cơ vân, làm giảm động tác dạn xuống. Thế còn ngoài ra có những cái tổn thương cơ ở đường tiêu hóa gây táo bón ở trẻ em nữa, thì đấy là những cái nguyên nhân về rối loạn chuyển hóa. Nguyên nhân toàn thân các bạn có thể gặp trong những cái bệnh cảnh toàn thân, ví dụ như là suy giáp. Và các bạn thấy là trong bệnh bài suy giáp thì các thầy cô bao giờ đưa ra tiêu chuẩn là táo bón, đúng không ạ? Là một điểm. Thế thì cái thứ hai nữa là những nguyên nhân về rối loạn về điện giải, ví dụ như là giảm kali máu, tăng calci máu, làm giảm co bóp cơ. Cái thứ ba nữa là giảm trương lực thành bụng, ví dụ như là bệnh nhân giảm trương lực cơ thành bụng thì bệnh nhân có táo bón, có chứng bụng, có cân nặng giảm. Thì ví dụ như trong bệnh nhân suy dinh dưỡng ấy, cái bệnh nhân mà vừa nãy tôi chiếu cho các em ấy, thì là cái cơ thành bụng nó rất là kém, bụng ỏng ít beo, thì những trường hợp như thế nó cũng dễ có thể táo bón sang kẽ những giật tiêu chảy. Nguyên nhân cơ năng của táo bón là các bạn chỉ đưa ra nguyên nhân cơ năng khi là các bạn đã loại được hết các nguyên nhân thực thể. Thì lúc đấy các bạn sẽ nghĩ đến nguyên nhân cơ năng, đúng không ạ? Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng trong bài xuất phân là gì? Là gì ạ? Thứ nhất là giống trẻ em ấy, nó có cơ chế hoàn thiện, bài xuất phân nó chưa hoàn chỉnh. Cái thứ hai nữa là cơ thẳng bụng và đường trắng giữa chưa phát triển và chưa khép kín, tức là cái áp lực khi mà phối hợp giữa cơ thẳng bụng để đẩy xuống thì nó sẽ khó khăn hơn. Thế và trẻ dưới 4 đến 5 tuổi này thì nó rất khó để phối hợp các động tác tăng lực trong ổ bụng.
Đấy, thế và những cái động tác khó phối hợp như thế này thì nó dẫn đến nguyên nhân là đứa trẻ nó khó đi ngoài và dễ bị táo bón ở hơn. Tiếp theo nữa là các yếu tố về tâm lý và giáo dục. Cái thứ nhất là sợ bẩn, đúng không ạ? Ví dụ nhà vệ sinh bẩn quá nên tôi nói là trong giai đoạn khi đứa trẻ đi nhà vệ sinh đến trường ấy, thì những cái nguyên nhân sợ bẩn, hoặc là có những cái có những cái quan niệm là giáo dục là cái nhà vệ sinh ấy, hoặc là đi ngoài là rất là bẩn thỉu, đúng không ạ? Thì đấy tác dụng đứa trẻ mà nó sẽ ảnh hưởng đến thụ động nên nó rất sợ cái cảm giác đi vào nhà vệ sinh. Thế hoặc là những cái biến cố về mặt tâm lý trong gia đình ở trường, hoặc là điều kiện sống, điều kiện vệ sinh mà ở bẩn quá hoặc là tối quá, những cái đấy mà nó cũng đứa trẻ nó cũng không đi. Đấy là có những yếu tố rất là sợ bẩn. Thế thế còn ngoài ra thì có một cái hiện tượng nữa, đấy là có những đứa trẻ bị táo bón một cách đầu tiên là những táo bón cấp tính thôi. Thế nhưng mà sau đấy thì các bố mẹ đều đưa ra điều kiện là có được thưởng khi mà đi ngoài được tốt hơn. Cho nên là những cái đứa trẻ đấy, và tôi nhớ đã có những cái trường hợp bệnh nhân đến mỗi lần đi ngoài được mẹ thưởng 5.000 và không có 5.000 đấy thì con không đi vệ sinh nữa. Thì đấy là những cái nguyên nhân nó lại là tác dụng ngược lại làm đứa trẻ nó có thể bị táo bón. Còn các yếu tố về mặt dinh dưỡng thì rõ hơn luôn, và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là các nguồn thức ăn và tập quán thức ăn của từng người. Thứ nhất là uống ít nước, thứ hai nữa là mất cân bằng, ăn quá nhiều đạm và quá nhiều tinh bột. Thế thì ngày xưa thì các cụ có táo bón mấy đâu, đúng không các em? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là khả năng táo bón nhiều hơn. Bởi vì tại sao? Thứ nhất là chế độ ăn thì nhiều đạm, nhiều tinh bột. Hoặc là cái thứ hai nữa là ít ăn rau, không đủ các chất xơ để tiêu hóa được. Cái thứ ba nữa là ăn đơn điệu, dùng các sản phẩm công nghiệp như nước, nước uống tự nhiên ít, mà ăn ít ăn hoa quả và rau tươi, mà thay bằng Coke, thay bằng Pepsi, rồi là sử dụng các phương tiện điện tử quá nhiều. Thì đấy là những cái yếu tố và trong xã hội hiện đại thì nó làm dẫn đến tình trạng táo bón nhiều hơn. Thế thì nguyên nhân táo bón, cơ năng ở trẻ em theo tuổi thì các bạn sẽ đánh giá theo là thứ nhất là có nút phân su, cái thứ hai nữa là sai lầm chế độ nuôi dưỡng. Sai lầm chế độ nuôi dưỡng này có thể là ví dụ như là sữa thì pha quá đặc hoặc là dùng quá nhiều tinh bột, đúng không ạ? Thế hoặc là cái thứ ba nữa là đứa trẻ có viêm quanh hậu môn, nứt hậu môn. Cái này là cái mà các bác sĩ không chú ý nhiều. Bởi vì tại sao? Bởi vì là cái viêm quanh hậu môn và nứt hậu môn này nó gây ra hiện tượng đau khi đi vệ sinh, và đau khi đi vệ sinh đứa trẻ nó có phản xạ nó tự nhịn lại, nó không đi nữa, và đấy là một trong những cái nguyên nhân lại dẫn đến táo bón tiếp theo. Thì khi mà khám những bệnh nhân này chúng ta phải khám rất là kỹ. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trẻ bú mẹ thì ở những trẻ bú mẹ hoàn toàn đấy thì có những cái đứa trẻ, và các bạn sẽ nhận thấy là trong thành phần sữa mẹ có những cái thành phần nó tiêu hóa rất là nhiều, thì liên quan đến giảm khối lượng chất chứa trong lòng ruột ấy. Bởi vì tại sao? Nó hấp thu rất là tốt lactoalbumin, nó hấp thu luôn, casein thì rất là ít, đúng không ạ? Thì như vậy là có thể nó giảm khối lượng phân xuống cho trẻ, và những cái khối lượng chất chứa trong lòng ruột nó ít, thì như vậy là cái sự tổng suất phân nó ít hơn. Thế còn ở những cái nguyên nhân táo bón cơ năng ở trẻ em này, ở táo bón cơ năng ở trẻ sơ sinh này thì thông thường là các bạn sẽ thấy là không có triệu chứng toàn thân, không chướng bụng hoặc là không đau bụng. Ở trẻ bú mẹ thì thông thường là do chế độ sai lầm chế độ ăn thôi, thiếu nước, ăn sữa bỏ quá sớm hoặc là pha sữa công thức sai, hoặc là những cái tổn thương quanh hậu môn, viêm nấm, đứt kẽ, nứt vân vân, hoặc là các bạn thấy lạm dụng thuốc kích thích, hoặc là nhờ các bạn kích thích thụt hậu môn mà bị sai cách và nó có tổn thương hậu môn nhiều, thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến táo bón cơ năng. Thế còn ở trẻ từ 18 đến tháng đến 3 tuổi thì sao ạ? Tức là thường là những cái này là nó có những cái hiện tượng táo bón cấp, sau đấy thì đứa trẻ đi ngoài gây đau, nên đứa trẻ nó có những cái tư thế nín nhịn. Với tư thế nín nhịn tôi nhắc từ đầu đến cuối, và từ đầu đến giờ bây giờ tôi sẽ mô tả cho các bạn là đứa trẻ nó có tư thế nín nhịn là sao? Nó đang chơi, nó buồn đi ngoài, thế nhưng mà nó lại sợ bởi vì nó đi ngoài nó sẽ rất là đau. Thế chính vì vậy mà đứa trẻ nó thể hiện biểu hiện cái nhu cầu nó cần đi ngoài, nhưng mà là sao, nhưng mà nó từ chối ngồi bô, nó rất buồn nhưng nó từ chối ngồi bô. Bởi vì tại sao? Nó ngồi bô thì nó biết là nó sẽ phải đi ngoài, nó rất là đau, nó đi ngoài nó sẽ khóc rất là nhiều. Thế hoặc là những cái đứa trẻ này nó sẽ chui một góc, nó chỉ đứng ỉa trong bỉm thôi, và từ chối thuốc, dùng thuốc thụt. Hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn sẽ thấy là phát hiện rất nhiều nứt hậu môn cũ. Ngoài ra thì có những cái đứa trẻ nó ra nó ôm chầm lấy mẹ, hoặc là nó quặp chặt chân vào để làm gì, để nó thiết toàn bộ cái cơ thắt hậu môn vào, nó giảm, nó không muốn đi ngoài nữa. Thì đấy là những cái tư thế nín nhịn, nó vã mồ hôi ra, nó ôm chặt vào mẹ, nó gồng cúi người lên, nó kẹp chân vào để làm sao nó chỉ tăng cái cơ thắt hậu môn để làm sao nó không đi ngoài được nữa thôi. Thì đấy là cái tư thế nín nhịn. Và lúc từ 18 tháng đến 3 tuổi là đứa trẻ nó có thể có những cái tư thế nín nhịn như vậy rồi. Ở trẻ lớn hơn thì các bạn thường gặp táo bón ở các thời điểm là trẻ tự sử dụng nhà vệ sinh,
Hoặc là đi lớp thì thấy sợ, xin phép cô không dám đi ngoài. Hoặc là ở tuổi học đường thì làm phương tiện giải trí làm mê mải, hoặc là sợ bẩn, sợ ma, dẫn tới nhịn đi ngoài và dần gây ứ đọng phân và gây táo bón kéo dài. Nguyên nhân táo bón cơ năng thì có thể liên quan đến dùng thuốc, ví dụ như là những cái thuốc mà nó làm giảm cái nhu động ruột, ví dụ như là những thuốc cầm ỉa, hoặc là những thuốc chế phẩm có chứa nhôm, những thuốc ho có codein, hoặc là những thuốc làm đặc phân, hoặc là cholesteramine, hoặc thuốc lợi tiểu, atropine, là những cái thuốc làm có thể dẫn đến táo bón. Thì như vậy là với những cái bệnh nhân táo bón thì bao giờ các bạn cũng phải đánh giá, thứ nhất là lứa tuổi của bệnh nhân là gì, xem là bệnh nhân là có cái đặc điểm gì, có tổn thương tại hậu môn có hay không, các bệnh nhân này có sử dụng thuốc gì hay không, để các bạn xác định, và các bạn xác định chính xác là có táo bón hay không. Thế thì tiếp theo của cái việc xác định táo bón thì các bạn phải đánh giá một bệnh nhân táo bón. Bệnh nhân táo bón thì các bạn cần đánh giá những cái gì? Đầu tiên ấy là các bạn phải khai thác tiền sử của bệnh sử một cách kỹ lưỡng để hiểu hoàn cảnh xảy ra và diễn biến của táo bón. Hỏi về tiền sử bản thân và gia đình, hỏi xem có stress hay có rối loạn tâm lý gì không. Thế còn tính chất phân thì các bạn sử dụng bảng điểm, thang điểm Bristol. Cái thang điểm Bristol này thì lúc trước là tôi lại đưa ra nó hơi sớm một chút. Cái thang điểm Bristol là chính là cái này đây. Cái thang điểm Bristol thì lúc ấy các bạn sẽ nhìn thấy là thang điểm Bristol để đánh giá táo bón. Thì các bạn sẽ chia ra là tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5 và tip 6. Thì tip 1, tip 2, tip 3 là tip 1 các bạn sẽ thấy nó lổn nhổn như phân dê ấy. Tip 2 thì là giống các lổn nhổn như phân dê, nó chặt vào thành một khối đúng không ạ? Tip 3 thì là cái phân rất là to, cái này gây tắc hoặc nghẹt toilet, là cái phân hai cái loại này đây. Thế và lúc đấy thì nó sẽ rất là khô và trên này nó nhiều cái rãnh. Thế còn tiếp 4 thì là một phân một đứa trẻ bình thường, tiếp 5 thì có xu hướng là tiêu chảy, và đến tiếp 7 các bạn sẽ thấy là phân là tiêu chảy rồi, đúng không ạ? Thế thì như vậy là với một đứa trẻ táo bón thì bao giờ đến chúng tôi cũng sẽ cho xem bằng điểm Bristol này để gia đình đánh giá xem là phân của cháu ở tiếp mấy. Thế xong sau đó thì hàng ngày gia đình sẽ đánh giá và ghi vào nhật ký xem là đứa trẻ hôm nay là phân ở tiếp mấy, và đến khi chúng tôi khám lại đánh giá dựa vào cái nhật ký phân bằng điểm Bristol này để đánh giá xem hiệu quả điều trị của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Thế thì ngoài các bạn đánh giá khai thác bệnh sử và tiền sử thì các bạn bao giờ cũng phải đánh giá tôi tính chất phân để sử dụng tăng điểm Bristol. Cái thứ ba nữa là tiếp theo nữa là xem là bệnh nhân này có ỉa đùn hay là xón phân hay không, đúng không nào? Ngoài ra thì các bạn sẽ khai thác những cái biểu hiện tư thế nín nhịn của trẻ, xem là trẻ có chướng bụng, đau bụng, xem kẽ ỉa chảy và táo bón không, có mệt mỏi kém ăn không, có rối loạn bài xuất không, hay là có đáp ứng với điều trị hay không. Đây, các tư thế nín nhịn này, ngồi xổm, vã mồ hôi, bắt chéo chân, gồng cứng người, bám chặt bàn ghế hoặc ôm mẹ, trốn hoặc sợ đi ngoài. Đấy, và cảm giác rất là đau khi đi ngoài. Thế thì khám bệnh của đứa trẻ này thì các bạn cần chú ý cái gì? Thứ nhất là đánh giá ảnh hưởng của táo bón tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Cái thứ hai nữa là khám bụng xem là bụng trướng không, có nôn không, có tiêu chảy giả táo bón không, có u phân không, có thăm dò hậu môn xem thấy có phân không, và khám hậu môn tìm vết tách và nứt kẽ biên tại chỗ có hay không. Ngoài ra chúng ta sẽ khám để chúng ta loại trừ các tổn thương thực thể. Đấy là khám vùng cùng cột xem có các vết lõm hoặc các hõm xương cùng để xem có bất thường thoát vị màng não tủy hay là dị tật chấn thương gì ở đó không. Khám hậu môn trực tràng xem là bệnh nhân này có cái trực tràng đổi trước hay không. Thế bằng cách là chúng ta kiểm tra vị trí của hậu môn ở vùng đáy chậu bằng đo kích thước âm đạo hậu môn xương cụt đối với nữ và dương vật hậu môn xương cụt đối với nam, xem là cái trực tràng liệu nó có đổ ra trước hay không. Thế thì để đánh giá một bệnh nhân táo bón thì các bạn có phải đánh giá tôi là những cái dấu hiệu nặng. Thứ nhất là gì? 48 trên 48 giờ chưa đi ngoài phân xu. Những cái bệnh nhân chướng bụng, táo bón kèm theo chướng bụng và đặc biệt có trẻ kèm theo là chậm tăng cân. Hoặc là những cái bệnh nhân táo bón mà có biến đổi khuôn phân nhỏ hoặc dẹt thì lúc đấy các bạn phải coi chừng là có một cái tổn thương thực thể gì nó làm che lấp trong lòng đấy. Nó làm biến đổi khuôn phân. Thế và những cái táo bón này nó thường xuyên có hiện tượng rò rỉ phân, có liên quan đến rò rỉ nước tiểu thì nó có bất thường trên đường bài xuất hay không, và khó đáp ứng với các biện pháp can thiệp táo bón chuẩn. Các biện pháp can thiệp táo bón chuẩn thường là sẽ sử dụng cho trong táo bón cơ năng. Chúng ta sẽ cho uống thuốc, chúng ta thay đổi chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, chế độ nước uống. Chúng ta sẽ sử dụng cái hướng dẫn vệ sinh đi ngoài một giờ cố định, các tư thế đi ngoài đúng cách. Thế mà bệnh nhân không đáp ứng thì lúc đấy người ta gọi là khó đáp ứng với các biện pháp can thiệp táo bón chuẩn. Thế thì hậu quả của táo bón thì sao ạ? Táo bón làm cho đứa trẻ tích lũy phân khô, phân cứng trong đại tràng và giảm không gian trong ruột, làm tăng thời gian lưu chuyển dưỡng chất, giảm nhu động, giảm sự thèm ăn, và hậu quả tiếp theo lại là táo bón, đúng không ạ? Nên chính vì vậy mà các bạn phải giải quyết, bởi vì nếu không nó sẽ làm một cái vòng tròn của đứa trẻ, nó cứ bị đi bị lại bị liên tục.
Thì các xét nghiệm cần làm trong táo bón là gì? Thứ nhất là chụp X-quang bụng không chuẩn bị để đánh giá lượng phân còn lại trong đại tràng, để đánh giá hiệu quả điều trị xem lượng phân ấy như thế nào, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là trong những cái trường hợp đứa trẻ béo phì, đứa trẻ không thể khám phá hậu môn trực tràng được, thì các bạn cũng là một cái biện pháp để các bạn đánh giá. Để chụp đại tràng có cản quang để đánh giá nhu động của đại tràng, để các bạn tìm ra những cái giãn đại tràng bẩm sinh, đúng không ạ? Chụp đại tràng có đối quang thì đánh giá sự bất thường của niêm mạc đại tràng, nhưng cái này thì bây giờ ít sử dụng rồi. Đo áp lực hậu môn trực tràng để phân biệt giữa táo bón cơ năng và táo bón thực thể. Tuy nhiên rằng là cái đo áp lực hậu môn trực tràng là bây giờ hiện tại chỉ có một cái máy duy nhất, đấy là máy của thầy Long ở trong bụng ở chỗ trung tâm Hoàng Long, thì còn lại các nơi thì gần như là hỏng hết rồi. Sinh thiết niêm mạc trực tràng để tìm hạch thần kinh xem là có bệnh lý vô hạch không. Vậy các bạn sẽ có một cái bảng tổng kết lại là các dấu hiệu phân biệt táo bón cơ năng và táo bón thực thể. Phân biệt táo bón cơ năng và táo bón thực thể thì lúc đấy các bạn sẽ phải hỏi táo bón từ sơ sinh, chậm phát triển thể chất, phân to, xoắn phân, u phân, sợ hoặc nhịn đi ngoài, thăm trực tràng có phân không, biểu hiện của tắc và viêm ruột như thế nào, đau bụng và chứng bụng X-quang đoạn vô hạch có hay không, giảm áp lực cơ thắt trong khi đó áp lực hậu môn trực tràng và sinh thiết niêm mạc trực tràng. Thế thì khi mà các bạn thấy là các bạn hỏi nếu những cái triệu chứng táo bón đấy có những cái các bạn hiện tại các bạn thấy là cô bảo ô cô thế cái này đã làm được đâu, đúng không ạ? Thì những cái này các bạn sẽ không cần phải bắt buộc phải làm đủ hết đâu, nhưng mà chúng ta sẽ tìm nếu như các bạn nghi ngờ của táo bón thực thể thì các bạn phải làm hết. Còn nếu như các bạn nghi ngờ là cái này đó là táo bón cơ năng thì các bạn hãy can thiệp giống như một cái liệu pháp can thiệp táo bón chuẩn. Nếu như không ổn thì lúc đấy các bạn mới nghi ngờ để tìm các nguyên nhân táo bón thực thể, bởi vì những cái thăm dò của mình nó không đầy đủ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà can thiệp táo bón chuẩn thì các bạn cần chú ý cho tôi là cái thứ nhất là phải thay đổi về chế độ ăn. Thì thay đổi về chế độ ăn thì tôi đưa ra cho các bạn một cái, thứ nhất là bảng nhu cầu chất xơ khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia đối với các trẻ từ 0 đến 6 tháng, 7 đến 12 và lớn hơn. Cái thứ hai nữa là những cái thực phẩm giàu chất xơ để các bạn đưa ra cái tư vấn cho bà mẹ, ví dụ như là yến mạch này, ví dụ như là hạnh nhân này, quả mâm xôi này, quả táo này, vân vân, đấy là những cái thực phẩm chất nhiều chất xơ. Thế hoặc là chất xơ trong thực phẩm như là rau hoặc là trong thịt như thế nào để các bạn đưa ra một cái tư vấn cho hợp lý. Cái thứ hai nữa là các bạn đảm bảo đủ lượng nước. Cái thứ ba nữa là các bạn tập vệ sinh như trẻ đi ngoài vào một giờ cố định, giống như là trên hình ảnh đứa trẻ ngồi trên toilet tôi vừa mới hướng dẫn cho các bạn đấy, là bao giờ chúng ta có những cái động tác massage bụng để cho tăng nhu động ruột. Tăng nhu động ruột xong, chúng ta sẽ hướng dẫn đứa trẻ vào nhà vệ sinh ngồi theo đúng giờ cố định để tạo một cái phản xạ có điều kiện khi đứa trẻ đi ngoài. Thế còn ngoài ra những cái thuốc chúng ta hỗ trợ cho bệnh nhân là thuốc nhuận tràng hoặc là những cái chất xơ thì đấy là những cái thực phẩm bổ sung thêm thôi. Thế còn để can thiệp táo bón thì bao giờ chúng ta phải chú ý nhất là chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, chế độ uống nước và chế độ đi vệ sinh. Để trước khi dừng cái bài này thì cô muốn nói với các em một phần nữa là thực ra là ba cái bài này là ba bài triệu chứng thôi. Thực ra là bài biếng ăn là tôi đã cắt đi rất nhiều rồi. Recording in progress. Tôi cắt đi rất nhiều mà tôi thấy có ba cái sơ đồ trong sách giáo khoa là tiếp cận nôn theo lứa tuổi. Nôn theo lứa tuổi trẻ nhỏ, trẻ bú mẹ, trẻ sơ sinh là những cái sơ đồ nó rất là tốt. Hôm nay tôi chưa kịp đưa vào trong bài PowerPoint. Thế thì các bạn xem ở trong sách giáo khoa, nếu các bạn thấy là không có hoặc là các bạn cần hỏi thêm gì và tiếp cận để chẩn đoán nôn trong bài phát biểu thì các bạn cứ trao đổi với tôi nhé. Thế còn trong bài ngày hôm nay thì các bạn có ai hỏi thêm cái gì không?